Alo. Dạ. Dạ cô nói sao? Dạ dạ dạ. Dạ tôi tới liền. Dạ rồi tôi tới liền. Ủa Minh, chuyện gì vậy Minh? Minh đâu vậy? Bố. Trời ơi, bố bị đau ở đâu vậy hả? Bố bị thương ở đâu? Ủa có cái vết xước này thôi hả? Còn còn đau chỗ nào nữa không vậy? Ôi giời, con gái tôi nó muốn tôi thương tật đầy người nó mới hài lòng chắc. Không phải. Tại vì bố nói bố làm con sợ, con lo quá chừng luôn à. Rồi bố thấy có đau ở đâu nữa không? Đừng có coi thường nhìn bề ngoài thế này, chứ biết đâu là bên trong nát gãy hết rồi. Mà bố chụp X-quang chưa? Chụp rồi, đang chờ kết quả. Ôi trời ơi. Chắc là không sao đâu. Mà bố đi làm sao mà để bị té vậy? Ôi trời ơi, nhắc tới lại bực mình. Bố đi đưa giày, thế rồi đụng cái tụi con nít nó đá banh. Có mỗi quả banh thì mà ngã thương tích đầy người. Sao ông Trần Văn Lân thế? Dạ có à, dạ tất cả bình thường mà bác không bị phát hiện nứt xương à. Bác chỉ bị sơ sức nhẹ ở đầu gối. Ờ à, vậy có cần mua thuốc men gì không chị? Dạ không à. Em cảm ơn chị. Ơn giời, chắc là mẹ con đỡ cho bố đấy. Ờ, bà ơi tôi cảm ơn bà, tôi không sao đâu. Ờ. Thôi bố về giữ cẩn thận, không có được để nó ướt nha. Thôi con đưa bố về nhà, rồi con còn qua nhà bên kia để con lo cúng kiến nữa. Thôi khỏi, ta tự về. Ôi trời ơi, ông Huân ơi, không khéo rồi đó. Có khi tôi cũng nằm dẹp xuống như ông rồi chúng nó mới về đây, chúng nó túc trực được. Bố sao mà cứ mở miệng ra là bố trách móc hoài vậy? Cái điều kiện không có cho nên con không có chăm sóc bố được, chứ đâu phải tôi con không muốn đâu. Rồi, tôi chờ mãi rồi. Chờ đến lúc thì rồi giống ông suy ra ấy. Ui da. Chị hai. Bố. Ủa, cho bác bị sao vậy bác? Khổ thân tôi. Tôi cũng định đi sang thắp hương thất đầu cho ông suy ra, nhưng mà bị tai họa thế này, đau quá. Bác cho con xem đơn thuốc của bác nha. Làm gì có đơn thuốc, họ thấy tôi già cả, họ coi thường cái bệnh tật ấy, tính mạng tôi lắm. Bố. Đọc quá. Vậy thôi bác ngồi đây đợi một chút, con vô kê cho bác ít thuốc. Hai đi với em nha. Vâng. Bố ngồi đây chờ con một xí nha. Vì tâm lý, người lớn tuổi thường muốn con cái quan tâm mình nhiều hơn. Trời. Em có biếu bác một ít vitamin và viên canxi là dễ hấp thụ cho người già, rất tốt cho xương khớp đó chị. Cái này là C nè ha. Cái này là thuốc bổ, cái này chắc mắc tiền lắm. Nó có nhân sâm ở trong này nè. Trời ơi, khổ lắm. Cứ làm nũng miết luôn vậy đó. Mà kiểu như là người già hay sao á, giận hờn hoài luôn. Thôi thôi chị đi ra đi không thôi, hồi nữa là giận nữa đó. Dạ dạ. Mà rầu ghê. Bố ơi, giờ bố muốn ăn gì trước nè? Uống đúng sau 15 phút, sau bữa ăn, không sớm hơn, không muộn hơn hả bác sĩ? Dạ đúng rồi, con có ghi kỹ trong đó rồi, bác cứ xem rõ, rồi có gì làm theo hướng dẫn. Khi nào hết thuốc gọi lại cho con. Với lại người lớn tuổi rồi, hệ cơ xương khớp rất là quan trọng. Bác phải xem tập luyện với giữ gìn thường xuyên. Đấy, đúng không đấy. Không thể xem nhẹ được, dù là vết thương ngoài da. Đúng là bác sĩ giỏi có khác. Còn thấy chưa, không thể coi thường được, dù chỉ là vết xước ngoài da. Đưa bố đi ăn cái gì bổ dưỡng đi. Gần đây có quán phở ngon á. Rồi rồi, con đưa bố đi. Chị cảm ơn nghe cho. Chị dạ, về dạ. Trước nha. Chào bác. Bác đi chưa? Nè, nè, từ từ thôi bố, còn tháng kìa. Anh xin lỗi. Anh rất nhớ em. Tôi không có gì để nói với anh hết. Bác sĩ Phong.
Alo. Mấy người tự phục vụ nhau đi. Em gọi nè. Nói đi. Mình, anh nè. Anh có biết hồi nãy giờ tôi đang ở đâu không? Tôi ở trong bệnh viện, bố tôi bị té xe. Bố sao mình? Bố tôi chưa có chết, anh yên tâm chưa? Chị hai bị té xe. Trời ơi, làm cái gì mà la lớn dữ vậy? Về nhà đi, tao tự lo được. Bổn phận dâu con là phải lo cho đàng hoàng. Thôi, về bển đi. Gì nữa đấy? Sao chưa về? Bố không thể nào mà cứ ăn mì gói với lại xúc xích hoài được. Tối con về bên đó con lo nấu đồ cúng kiến xong, con qua bên đây con nấu cho bố một ít đồ mà bố thích, rồi bố bỏ trong tủ bố ăn, bố lấy ra bố hâm lại nghe. Thôi con đi đây. Nè. Dạ. Giữ sức khỏe đấy. Ngon hơn. Trời ơi, cúng kiến mình phải tự tay làm mới có lòng với tụi em. Qua phụ anh tay coi. Ra ngoài. Sao tự nhiên lại đứng đó? Hồi nhỏ, mấy lúc bố bỏ đi, chưa bao giờ anh khóa cửa ngoài. Lúc nào anh cũng chờ bố. Còn giờ, cho dù có chờ thì bố cũng không về nữa rồi. Anh đi vô phòng đi. Em có chuyện này muốn nói với anh nè. Anh phải giữ lời hứa là khi nào bố anh qua đời, anh phải lo chăm sóc cho bố em. Dạ mình. Em chịu hết nổi cái cảnh mà nhìn thấy bố sống lủi thủi một mình. Nó cái chuyện ăn uống cũng không có đàng hoàng nữa. Rồi suốt ngày còng lưng ngồi mai mai giá giá. Rồi suốt ngày chảy nước mũi nữa. Rồi suốt ngày nhõng nhẽo như con nít nữa. Rồi cái gì ta bố?
Chúng mày đợi khi nào tao chết rồi mới mua cho tao con cua khổng lồ à. Chồng đó bố đậu đủ răng đâu mà ăn. Gì vậy? Mình cười đi. Mình vừa cười vừa nói chuyện cũng được mà. Gì đâu khóc. Sao phải khóc? Mình, nếu giờ đưa bố về, nhà mình cũng đâu đủ phòng cho bố ở. Hay mình ráng đợi anh thêm thời gian nữa, anh ráng cài kiếm tiền sửa lại cái nhà. Sao không kêu tụi nó dọn ra khỏi nhà? Trời ơi, bố em già yếu, bố sống cực khổ cả một đời rồi. Còn cái đám em của anh á, đứa nào cũng trẻ, đứa nào cũng khỏe. Mắc cái gì mà cứ bám vô anh hoài vậy hả? Anh biết mà bố bị cái chứng ăn không có tiêu. Tại bố hay ăn nhanh đó mình. Không phải. Tại cái răng của bố. Anh không biết đâu, cái lúc mà bỏ bố ở nhà một mình đi về đây mà lo cúng kiến anh, em cảm giác là giống như bỏ một đứa con nít vậy đó. Lẽ ra cái hồi mẹ mất á, em phải đón bố về để phụng dưỡng cho bố rồi. Đằng này 18 năm nay em lo phục vụ hầu hạ đám em của anh, vậy là quá đủ rồi. Anh biết chứ, biết. Nhưng mà đám của bố anh mới được cái thất đầu tiên. Trong khi đó tính anh với bố em không hợp. Không hợp thì phải làm cho hợp chứ. Anh nghĩ là em với tụi em của anh là hợp chắc. Nhưng mà mấy đứa nhỏ biết đi đâu mình. Trời ơi, sao mà lúc nào cũng vậy hoài vậy? Anh Ngọc, sao lúc nào anh cũng vậy? Anh nhắm anh bảo bọc cho tụi nó cả đời được không hả? Thôi em ơi, đừng có nói về tội nghiệp tụi nó. Tụi nó còn nhỏ. Bây giờ anh sắp xếp sao? Anh sắp xếp đi. Tôi muốn hợp gia đình. Thì thôi, anh sẽ gọi điện thoại cho tụi nó. Nhưng mà Kỳ Táo Nở Hoa lúc 20 giờ thứ hai đến thứ tư trên kênh HTV2 V Channel. Đón xem Mau Kẻ Săn Người độc quyền trên Vion 22:30 thứ tư thứ năm hàng tuần.